vàng lá, thối rễ, dày xanh, nhện đỏ và các bệnh do nấm và vi khuẩn tấn công là những bệnh phổ biến trên cây sầu riêng ở thời điểm hiện nay, cần được phát hiện xử lý kịp thời để bảo vệ giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, sẵn sàng bước sang giai đoạn tiếp theo của cây sầu riêng. Đó là giai đoạn bà con nông dân xiết nước làm bông, bắt đầu cho mùa hoa mới. Giai đoạn này, vấn đề dinh dưỡng là rất quan trọng, cần được đảm bảo giúp cây khỏe mạnh, cơi đọt, phân hóa mầm hoa đạt yêu cầu. Quản lý dinh dưỡng cho cây sầu riêng hiện tại ở giai đoạn này nó rất quan trọng để nó đạt chất lượng về làm quả, làm hoa, làm quả về vụ sau. Thì thứ nhất là phân cho nó đầy đủ và tưới tắm nước nuôi đầy đủ để cho cái cơi đọt nó ra làm sao nó đồng đều và nó lá nó phải xanh, phải dày lá để nó tích lũy dinh dưỡng trong cái dàn lá. Để sau này nó cái dinh dưỡng đấy để nó nuôi bông, nuôi hoa và nuôi quả nó đạt chất lượng thì nó không bị rụng bông, rụng hoa, rụng trái. Cho nên vào cái thời điểm này là thời điểm để quan trọng để mình làm để đạt sản lượng của vụ sau. Sau khi thu hoạch thì tôi thường là xử lý nấm khỏi vàng lá, chết cành xong là tôi tỉa cành xong rồi tôi cho đi cơi đọt. Cái đọt xong là cho xịt, cứ 10 ngày xịt một lần chích hút với rầy xanh. Còn bây giờ chờ lá già là nắng lên là tôi sẽ xịt nhện đỏ. Thời gian này thì chỉ có đang xử lý là rầy xanh với lại chích hút. Rầy xanh nó ăn lá thì lá nó không ra được đọt. Bên cạnh đó, để đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất vụ sau, nông dân trồng sầu riêng cũng cần chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sầu riêng. Quản lý sâu bệnh hại á thì trước hết là mình quản lý cái sâu bệnh của cái bệnh của phi tốp á thì mình phải xịt thuốc bệnh ấy, giống như là Anvin mình phun trên cây. Và nếu mà ấy thì mình quản lý cả dưới gốc, dưới đất được là tuyệt vời nhất. Rồi còn cái sâu mà nó ăn tích hút trên đọt, trên lá thì mình cũng phải quản lý. Ví dụ một cây đọt mình cũng xịt được 2 lần thuốc sâu để đảm bảo con rầy nó không tích hút cái dàn lá của mình để nó khỏe ở dàn lá. Để sau này mình làm quả thì nó mới đạt chất lượng được. Hiện nay gia đình tôi là có canh tác là 12 hectare thì trong đó là có 1.200 cây sầu riêng. Thì là có 400 cây sầu riêng đã đi vào kinh doanh. Đó, thì nói chung là tôi cũng rất là tâm đắc với cái sản phẩm phân bón lá đầy phan của công ty VFC cung cấp. Đó, lá rất là xanh, rồi là dày lá. Đó, và nói chung là mấy năm vừa qua là tôi rất là tin dùng cái sản phẩm này. Đấy, là nó mang lại cái hiệu quả cho cây trồng cũng như là cái kinh tế của gia đình. Cho nên hiện nay là tôi cảm thấy cái sản phẩm này là nó có tính chất là hữu cơ, đấy, cho nên là nó không có hại cây và mà coi như thế là mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, mà giá thành cũng rất là rẻ chứ không phải là đắt. Đấy, một phi là tính ra nó chỉ có 65.000 một phi thôi, đấy, thì nó cũng là rẻ hơn tất cả các loại thuốc khác trên thị trường. Vụ thu vừa rồi thì tôi mới vào kinh doanh được ít, cho nên là được tất cả là được 22 tấn sầu riêng bán với giá 81.000 đồng. Đấy. Thì nó mang về là được 1 tỷ 700 triệu. Đấy, thì trừ tất cả các khoản chi phí thì tôi cũng thu lợi nhuận được 1 tỷ 400 triệu. Đa phần cấu tạo nên trái sầu riêng là nước và chất đường bột. Chất đường bột được hình thành do bộ lá tổng hợp thông qua quá trình quang hợp. Vì vậy, lá là bộ phận quan trọng thiết yếu đối với cây sầu riêng cũng như các loại cây trồng khác. Chức năng chính của lá cây là quang hợp, trao đổi khí và hô hấp. Ngoài ra, ở lá còn có các chức năng sinh sản dinh dưỡng, dự trữ hoặc tự vệ ở thực vật. Theo đó, nếu bà con nông dân giữ được bộ lá sầu riêng tốt, xanh, dày, khỏe để bước vào vụ hoa mới, sẽ cho năng suất tối ưu, chất lượng trái cao.